Chính vì thế em đã mua cái này này. Đó, cái này để em và thằng thanh con em vận động tại nhà luôn nhá. Cụ thể thì đây là một chiếc thảm nhảy, một hay là nói là một chiếc máy chơi game có bảng điều khiển là một chiếc thảm này. Em mua chỉ có hơn 700 thôi, tại Trung Quốc, rất là vui. Đó, thì bây giờ em sẽ mở ra cho các bác xem luôn và em sẽ thử cho là cùng em nó chơi như thế nào nhá. Đây, bên Trung Quốc gửi về vẫn là cái bao màu xám quen thuộc như thế này. Đó, thì nó chỉ là thảm nhảy chơi game Evolution thôi, trong này có rất là nhiều game và đây có thể chơi được hai người, giá là chỉ có hơn 700 thôi nhá. Đây, em mở ra các bác xem luôn. Đó, à có một cái nhỏ nhỏ theo này. À, trả tiếp. À, chất liệu bằng xốp. À, đó, nó sẽ có hai cái tay cầm chơi game như thế này. Đây là cái cái gì không biết. Không biết là quà tặng hay là cái gì đây. Mỗi cái này nó đóng vào túi, cảm giác rất là kinh khủng. Cái này ở Việt Nam đây. Đó, có một cái bộ điều khiển như này nhá. Đây này. Ok, cái thảm nó sẽ như thế này. Đó, có gì đâu. Đấy, là cái này là sẽ dùng được cho hai người chơi, chiều dài khoảng 1m6. Chiều rộng này chắc là tầm 1m. 1m67 tầm 1m. Đó, để cho hai người có thể đứng lên hai khu vực này để chơi này. Đây, cứ tầm chân đây là sẽ cảm nhận được. Rất là thú vị. Bộ điều khiển thì nó giản như thế này thôi các bác nhá. Chỉ có một cổng cắm nguồn USB và một đầu vào AV. Cái này sử dụng đầu vào AV thôi, không phải HDMI. Đó, chút nữa em sẽ cắm vào thôi nè. Để lắp cái sản phẩm thảm nhảy này vào để chơi thì nó rất là đơn giản thôi. Đây các bác thì nhìn thấy này. Cái này là có thể dành được cho hai người. Với những cái nút chức năng như là nút xuống này, nút lên này, trái phải này. Rồi hay là những cái phím chức năng khác như là tam giác này, ô vuông này, o tròn ở kia này và X thì hai bên nó đều như vậy luôn. Cái này thì các bác chỉ cần dẫm chân vào nó sẽ nhận lệnh này, cứ dẫm chân vào nó sẽ lệnh nhảy thoải mái này. Đó, ở giữa thì nó không có chức năng gì cả. Đó, phía trên kia thì nó có cái select hay là start này, bên phía này cũng như vậy. Thì đây là những chức năng của game, nó đơn giản vậy thôi. Còn cái này nó như là một cái bộ điều khiển để cho chúng ta sử dụng chân, để cho các bác sử dụng chân để các bác điều khiển. Còn lại cái bộ phận vi mạch và các thứ thì nó nằm ở đây nhá. Đây các bạn nhìn thấy là rất là đơn giản thôi, nó chỉ là một cái mạch bình thường thôi. Đây. Đây. Qua lại bác xem. Nó chỉ là một cái vi mạch bình thường như này thôi này. Đây, nó chỉ có cái vi mạch nhỏ nhỏ ở đây thôi. Thì kèm theo nó có một cái thẻ nhớ. Để chơi game thì cái thẻ nhớ này nó không ghi dung lượng bao nhiêu, nhưng em cáo máy tính là 512 MB. Và các bác có thể cóp nhạc vào đây để chúng ta nhảy theo cái những cái bản nhạc mà chúng ta yêu thích. Rất là hay ở cái việc mà nó nhận dạng như vậy. Và trong này nó chứa một kho game sẵn của nhà sản xuất, người ta cóp vào. Và kho game đấy thì em không biết là định dạng là gì, không biết là do dành cho hệ nào, mà chỉ biết là đuôi pin. Em có một cái phần game khác của cái hãng Sega hay gì đấy, đuôi pin thì nó không chơi được, có nghĩa là chỉ có game của nó thì chúng ta mới chơi được thôi. Đó, kết nối thì rất là đơn giản thôi các bác nhá, cực kỳ đơn giản, rất là dễ rồi. Đây, để em lắp lại phải nhớ này. Đó, cái nó rất là đơn giản đây các bác nhé. Nó có sẽ có hai đầu ra trong đó này, sẽ có một đầu USB. Thì như cái này chúng ta biết luôn, đây là đầu cấp nguồn vào với dòng sẽ là 5V. Đó, và đây là một đầu AV. Đầu AV này thì chúng ta có thể kết nối được những TV cổ hay những TV đời mới bây giờ, cứ có đầu AV là chúng ta kết nối được. Có một dây hình ảnh này và hai dây âm thanh trái và phải. Đó, rất đơn giản như vậy thôi. Thì TV đời cũ hay đời mới là chúng ta để sử dụng hết, chỉ không HDMI nữa nhá. Đó, và bây giờ em sẽ bật nguồn ở trước này. Đó, và sau đó em sẽ cắm lấy nguồn và cũng như là cắm vào máy TV nhá. Bắt đầu em một chút. À quên mất, còn ngoài cái điều khiển những cái bộ mà thảm để chúng ta có thể dùng chân để chúng ta chơi được game thì nhà sản xuất thì người ta sẽ tặng chúng ta thêm hai cái tay cầm này. Hai tay cầm kết nối với hồng ngoại không dây. Đó, chủ yếu là cổng hồng ngoại thôi, có những cái cổng hồng ngoại khu vực này. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó sẽ có ba cổng hồng ngoại để chúng ta kết nối. Thì chức năng nó cũng sẽ tương tự như chức năng của chiếc thảm này. Nó sẽ nút xuống, nút lên, nút trái, nút phải này và nút start hay nút select. Đó, và nút chức năng như này, nó cũng đầy đủ như là cái thảm thôi.
Đó. Thì cái tay cầm này nó sẽ sử dụng là pin 2A, pin 3A với 3 cục pin 3A các bác nhé. Đó, rơi khoảng 4,5V. Đấy, rất đơn giản thôi, pin này thì ở ngoài thị trường này. Đó, các bác nhìn nào, nó nháy nháy này. Đấy, bây giờ em sẽ bật máy lên nhá, em vừa cắm nguồn rồi. Đó, các bác nhìn nào, bật lên thì nó sẽ sáng như thế này. Và tivi của chúng ta sẽ nhận luôn nhá. Rồi, các bạn nhìn này. Em có lắp ở một thiết bị ghi hình tivi. Đây, như trước mắt thì em sẽ cho các bác xem luôn. Nó sẽ có tỷ lệ tương ứng là tràn với cả tivi của mình. Đây, em lắp một tivi 43 inch. Đó, bây giờ em sẽ bật thiết bị ghi hình lên để cho các bác sẽ hình dung hơn nhá. Đó, thì cái sản phẩm này ý, thì nó giao diện an toàn tiếng Trung thì các bác nhá. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy ngay trên màn hình ấy, nó có giao diện tiếng Trung và nó có chữ Gamas. Có nghĩa là mà có của một công ty đồng hàng, công ty moma.co.ltd kìa. Đó, sản xuất năm 2020 luôn. Cái sản phẩm này ý, thì hiện tại bây giờ nếu mà ở Việt Nam hết dịch rồi, không còn dịch nữa thì chẳng may là chúng ta có thể cái đi ấy, thì chúng ta có thể dùng cái sản phẩm này để cho các cháu nhỏ hoặc là chúng ta vận động tại nhà luôn, cũng khá là hay. Đây thì chức năng nó thì em vừa nói qua rồi, các bác có thể sử dụng cái thảm để chúng ta điều khiển hoặc là chúng ta có thể dùng tay cầm nhá. Bây giờ em sử dụng thảm cho các bác hình dung luôn. Bây giờ trên màn hình nó hiển thị là chữ start này, thì em bấm vào start nhá. Đó, ngay mục này thì nó sẽ hiển thị ra những cái thể loại game mà chúng ta có thể chơi được. Thì thực sự là em không hiểu gì tiếng Trung Quốc đâu, nhưng mà em đã trải nghiệm qua thì em được biết đấy. Ngoài cùng là chúng ta sẽ có một số game vận động, ví dụ như là tập yoga, hay là chúng ta sẽ chạy bộ, hay là chúng ta sẽ có nhảy. Em sẽ vào luôn cái ngoài cùng để chúng ta hình dung nhá. Đây, đó, các bạn nhìn em start này. Đây, ở giữa này, tức là giữa thì nó sẽ không có tác dụng cả. Ngoài cùng này chúng ta thì nhìn thấy là chúng ta sẽ có trò yoga này, một mình. Đây sẽ là yoga và tập rèn luyện nhiều người. Cái này là thể dục nhịp điệu. Ngoài cùng là yoga và đây là thể dục nhịp điệu này. Cái này là chúng ta sẽ có chạy bộ, có thể chơi đều được một người hai người. Và đây là cái trò chúng ta sẽ quan tâm nhất, đó là trò nhảy. Nhảy giống như là chúng ta chơi ở những trung tâm thương mại, những khu vui chơi giải trí ấy. Đó, bây giờ em bấm start để chọn nha. Đó. Ngay từ ngoài này là chúng ta có thể chọn được thể loại chơi của nhiều người hay là một người. Em không biết tiếng Trung đâu, nhưng em cứ chọn dần dần để ở đây chơi. Ok, bây giờ chọn khu vực sàn này. Đây, em sẽ chọn cái này. Bây giờ sẽ là chọn nhạc. Đấy, thì chúng ta có nhạc tích hợp trên trò chơi hay là nhạc từ thẻ nhớ. Cái này rất là hay, bởi chúng ta có thể copy nhạc qua trên thẻ nhớ để chúng ta chơi được. Đó, em copy được 4 bài như thế này. Ok. Đó, các bạn nhìn thấy bên kia nó sẽ là máy nó nhảy nhá, còn bên này là em. Đây thì em có thể có những chức năng như này. Đây này, trên dưới này. Đó, các bạn nhìn thấy không? À, đó. Đó, nó sẽ vận động như ở trung tâm thương mại rồi. Tất nhiên là không có tay cầm để đứng rồi. Đấy, cứ dặn đến khi nào mà cái biểu tượng nó chạy qua là chúng ta sẽ ăn điểm. Đó, máy nó nhảy rất tốt luôn. Đấy, chúng ta thích bài nhạc nào chúng ta có thể copy vào, chúng ta nhảy theo các bài nhạc đấy được luôn. Cái đấy là cái điều thú vị ở cái thảm nhảy này. Thì bây giờ chúng ta xin muốn thoát trò chơi ra thì chúng ta select này. Thoát này. Đó, rất đơn giản rồi. Select liên tục là sẽ thoát ra mình chính nhá. Đây này, đây có những trò chơi khác cũng khá là thú vị này. Trò chơi mà em muốn nói đầu tiên là trò chém xương. Đây, trò này sẽ dùng tay cầm và cũng có thể chơi được hai người, có nghĩa là ở kia nó sẽ có hai tay cầm và chúng ta sẽ chơi được hai người. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. Đấy, cứ vơ vơ là nó sẽ chém rồi. Đó, các bạn nhìn nào. Đấy, trò này các cháu nhỏ rất là thích luôn. Đó, đứng mà chém những hoa quả nó sẽ vỡ ra. Trò này thì rất là nổi tiếng ở trên những màn hình cảm ứng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi trực tiếp ở trên màn hình của chúng ta luôn. Và ra sẽ còn rất là nhiều trò khác. Đây, ví dụ như là chúng ta có trò đánh tennis này. Trò này có thể chơi được hai người, là một màn hình trên và màn hình dưới này. Trò đánh bóng bàn cũng vậy này. Đây là trò đấu kiếm này. Đây là trò như là trượt băng, trượt tuyết ấy. Đây là trò bắn cung, trò ném bóng rổ, rất là nhiều trò chơi thể thao luôn. Đây là treo thuyền này. Đó. Đây là trò hình như trò này dùng thảm, trò này em chưa chơi. Còn đây là thể loại khác này, rất là nhiều thể loại luôn. Cái này trẻ con thích nhiều, đây là trò mà như là đập thú nhá. Đây này, đập thú này, hay là bắt cá này. Đấy, hay là xếp kim cương này. Đó, rất là nhiều trò luôn. Thì nhà sản xuất người ta có báo là chúng ta có thể có được
thêm một trò vào, ví dụ giờ chơi thẻ lê này. Nhưng thực ra thực sự là cái định dạng của nó em không biết là định dạng gì để mà em cóp, rất là khó luôn. Nên là chỉ chơi những cái mặc định của trò của họ thôi, bằng toàn bằng tiếng Trung thôi, thì tất cả có khoảng hơn 20 trò. Và các bác về các bác có thể tìm hiểu xem là liệu chúng ta có thể cóp được cái trò nào mà nữa hay không. Đó, tổng nó cũng phải hơn 20 trò cơ đấy, các bác thể nhìn rất là nhiều trò này, cũng khá là nhiều trò nổi tiếng. Thực ra đây là một cái máy chơi game, nó là đây là một cái máy chơi game và chơi những cái trò mà được tích hợp sẵn. Nếu các bác tìm hiểu thì các bác có thể cóp thêm những cái trò mà các bác thích ở những thể loại game nổi tiếng mà các bác chơi. Nhưng mà thực sự là em đã từng cóp định dạng của những cái trò chơi trong cái máy này, nó sẽ là đuôi đuôi pin, mà em đã có những cái trò như Sega có định dạng tương tự đuôi pin nhưng mà không chơi được. Đấy, thế nên là em muốn dành cho các bác tìm hiểu, em chỉ dùng đi qua như vậy thôi, và em vất tối nay em sẽ vất cái thằng nhỏ em nó chơi. Đó, em cũng không nhiều thời gian để vận động cùng với cái này và cho bọn trẻ con nó vận động thôi nhá. Thực sự là em rất là thấy thú vị về cái sản phẩm thảm nhảy này, khi mà hiện tại đang dịch cũng đang diễn ra rất phức tạp trên thế giới, ở Việt Nam thì không còn nữa, nhưng mà chẳng may thời gian nào mà chúng ta vẫn phải cách ly ấy, thế nên những sản phẩm mà chúng ta vận động tại nhà rất là tốt. Hay những cái mùa nắng nóng như này, chẳng hạn ngày chủ nhật không muốn ra ngoài thì các bác có thể trong nhà bật máy lạnh lên và chúng ta sẽ dùng cái này để cho các cháu nhỏ vận động, để tránh cái tình trạng mà dư thừa chất, đúng không? Đó. Thì nếu các bác thấy sản phẩm này hay thì các bác cho em một like nhá. Các bác nhớ subscribe kênh YouTube của em để ủng hộ đấy. Và nếu mà các bác muốn mua một cái sản phẩm nào mà các bác đang lăn tăn thì các bác có thể comment bên dưới, em có điều kiện để sẽ mua hết cho các bác và review trước cho các bác, để các bác có thể xem và quyết định nên mình có nên mua hay không nhá. Cảm ơn các bác xem clip. Chào và hẹn gặp lại các bác.